một chiếc túi đi làm công sở, đi chơi, đi làm hay đi mua nơi và có thể đựng rất nhiều đồ, mang tên gọi là túi đông. Túi đông được Lecas sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, được sử dụng 100% chất liệu da bò lớp 1 và được bảo hành chính hãng trọn đời tại Lecas Leather. Đây là dáng đầu tiên của túi đông. Tuy nhiên, điều bất ngờ chưa hết, khi các anh chị chỉ cần bấm một chiếc cúc điều chỉnh dáng là túi đông có thể dùng sử dụng đeo ngay dáng đeo vai và đeo chéo như thế này ạ. Sản phẩm được sử dụng chất liệu da bò lớp 1 nên rất mềm mại, êm ái khi chạm vào cũng như là khi sử dụng. Từng ngoài dáng đeo vai, đeo chéo như anh chị thấy ở đây, sản phẩm chỉ cần một thao tác nhẹ, bấm hai cúc ở phía trong nội thất là có thể điều chỉnh ra một dáng đeo xách tay. Với dáng đeo linh hoạt cũng như là sức chứa đồ rộng rãi, túi đông sẽ là một trong những sản phẩm best items để các chị có thể lựa chọn sử dụng thật là nhiều đồ, đặc biệt là với những chị nào có con nhỏ, rất tiện lợi cũng như là mang lại thời trang cho mẹ nữa ạ. Túi đông có kích thước ngang đáy 16 cm, cao thân 22 cm, độ rộng đáy là 14 cm. Chiếc túi đông có một ngăn cúc hít ngoài 500 tiện lợi. Phần miệng đã trang bị khóa kéo nên rất an toàn khi sử dụng. Nội thất bên trong, phần nội thất Lecas có một ngăn chính cực kỳ rộng rãi, kết hợp một ngăn khóa kéo và một ngăn vách để anh chị dễ dàng để đồ. Sản phẩm này rất thuận tiện khi mang ra ngoài đường cũng như là đi chơi, đi du lịch. Có một ngăn để thẻ và có thêm một dây móc để móc đồ. Toàn bộ sản phẩm đông ở đây với mức giá chỉ từ 2.690.000, có hai kiểu đeo và với nhiều màu sắc để anh chị lựa chọn. Để bạn đông này có thể nhanh chóng về nhà với anh chị, hãy comment ngay dưới bài viết này với cú pháp là D20 và cách số điện thoại để tự ra Lecas có thể nhanh chóng gửi những chiếc túi ví xinh đẹp để cho anh chị ạ.